cuối cùng trong bộ 3 bài tập dành cho bệnh nhân bị thoái hóa thoát vị đĩa đệm vùng cổ. Bài tập này giúp rèn luyện vùng cơ cổ thêm dẻo dai. Trước khi vào bài tập, An cũng đang xin có một lưu ý nhỏ. Đối với người già bị loãng xương, những bệnh nhân đau khớp và người vừa trải qua phẫu thuật không nên thực hiện những động tác này. Sau đây, xin mời các bạn cùng mình bước vào bài tập kéo giãn cổ. Với bài tập này, các bạn có thể thực hiện ở bất kỳ không gian nào khi ngồi làm việc mệt mỏi ở cơ quan hoặc ở nhà. Tư thế chuẩn bị, các bạn ngồi trên ghế, giữ lưng thẳng, mắt nhìn hướng về phía trước, thả lỏng cơ thể. Bài tập kéo giãn cổ giúp giải phóng các áp lực, giải tỏa căng cứng vùng cổ. Thực hiện động tác vòng tay phải sang bên tay trái, đặt bàn tay ở phía bên trên tay, từ từ nghiêng đầu sang bên vai phải. Bạn không nên hoàn toàn dùng tay đẩy đầu, sử dụng trọng lượng của cánh tay và chỉ một chút lực để đẩy đầu sang bên phải. Bạn sẽ có cảm giác cổ bị kéo căng, kéo giãn hai bên trái của vai trên. Giữ nguyên tư thế trong vòng 30 giây. Từ từ trở về trạng thái ban đầu, thư giãn thả lỏng. Thực hiện tương tự với bên còn lại. An cũng đang xin lưu ý, các bạn có thể thực hiện động tác này tùy theo ngưỡng của bản thân. Khi nào thấy đau, nhức mỏi vùng cổ thì nên dừng lại. Mình vừa gửi đến các bạn bài tập kéo giãn cổ. Bài tập này các bạn nên thực hiện mỗi bên 3 lần, thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày ngay khi bạn cảm thấy nhức mỏi. Sau đây hãy cùng mình thực hiện lại bài tập này một lần nữa nhé. Vậy các bạn đã cùng An Phương Nam trải qua 3 bài tập trong bộ dành cho bệnh nhân bị thoái hóa thoát vị đĩa đệm vùng cổ. Để xem thêm nhiều bài tập, các bạn truy cập website www.anphuongnam.com. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo.